Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng đến với Audio HN. Thì ngày hôm nay tôi làm một video để sơ lược qua những loại đầu giải mã, những loại DAC hiện có để phục vụ anh em. Đấy, thì cũng như là ngày hôm nay tôi đã nhập thêm rất là nhiều để cung cấp đủ để cho anh em sử dụng. Đấy, thì ở đây chúng ta bắt đầu với một con giải mã tầm thấp. Anh em hoàn toàn có thể thay thế những con cổng chuyển đổi quang bằng những con DAC X3 Pro 198KHZ. Đấy, như anh em nhé, 24 bit, 192 thì phải, 92KHZ. Đấy, X3 Pro nhá. Đấy, một con giải mã X3 Pro như thế này có giá là 950.000. Đấy, chỉ có giá là 950.000. Đấy, bao ship nha anh em nhá. Và hiện tại đang có chương trình là tặng anh em dây quang bãi của Nhật bãi như này. Đấy, anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, dây quang này sẽ áp dụng là tặng cho toàn bộ DAC ở đây. Đấy, và bảo hành là 12 tháng. Đấy, bảo hành 12 tháng. Đấy, bao ship. Và đây là con DAC X3 Pro với giá là 950.000 cho một bộ. Đấy, con này thì không có cổng Bluetooth nhưng có cổng USB, cổng quang, cổng AV. Anh em thể nhìn thấy volume đầy đủ. Đấy, có hai màu bạc và đen anh em nhé. Cao cấp hơn, cao cấp hơn, chúng ta có một con DAC X6MK2. X6MK2, con này thì đầy đủ các chức năng anh em nhé, đầy đủ các chức năng. Volume vô cực nhé, volume vô cực, anh em vặn thoải mái, đầy đủ các chức năng này. Bluetooth này, USB này, cổng quang này, OPT này, cổng đồng trục POSEA này. Đầy đủ các chức năng anh em thể thấy. Con này hiện tại đang có giá là 1.650.000 anh em nhé. 1.650.000 DAC của hãng FX Audio. Đấy, và cao cấp hơn, ngon nghẻ hơn, chúng ta có một sự lựa chọn, đó là con DAC Q5L của Suka Audio. Con này thì không có Bluetooth. Đấy, không có Bluetooth, nhưng mà dùng cực kỳ ổn định. Con này có cổng quang này, cổng USB này. Đấy, cổng đồng trục POSEA này, volume này. Đấy, cổng earphone này. Đấy, anh em đã thấy đằng sau. Con này có giá là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Rẻ hơn so với X6 50.000. Nhưng mà con Q5L này, tôi đánh giá là nó có cái chất lượng ổn định rất là tốt. Đấy, và con chip, con mạch, anh em nào theo dõi thôi, đăng ký kênh và anh em theo dõi thì sẽ biết là tôi đã sâu mạch con này cực kỳ tốt. Và cao cấp hơn, trong phân khúc 24 bit, trong phân khúc 24 bit, 198 kHz, 198 kHz, thì chúng ta có một con Q5 Pro của Suka Audio. Anh em thể thấy này, cổng AV, cổng quang OPT, cổng USB, cổng Bluetooth. Đấy, đầy đủ các cổng anh em nhé. Đấy, cổng đồng trục AUX, POSEA nhá. Đấy, đằng sau anh em thể thấy đầy đủ. Và con này hiện tại đang có giá là 1.900.000 anh em nhé, 1.900.000. Đấy, cao cấp nhất của cái dòng 24 bit anh em nhé, dành cho anh em nào chơi dòng 24 bit. Còn anh em nào mà đã cần cái sự chuyên nghiệp hơn, đấy, anh em lên 32 bit, đấy, thì chúng ta đầu tiên chúng ta có một con của hãng Topping E30 nhá, có bản black và bản màu bạc này. E30, còn E30 này thì được chứng nhận Hi-Res Audio nhá anh em nhá. Đấy, chứng nhận này là của Nhật Bản. Đấy, và ở đây thì có cổng quang này, cổng AV này, cổng đồng trục này và cổng USB. Đấy, con này thì không có cổng Bluetooth. Đấy, không có cái cổng Bluetooth. Con này một con 32 bit, 798 kHz, 500 hỗ trợ DSD 512 nha anh em nhé. Cao cấp hơn con này thì chúng ta có một con D01,
của hãng Epic Audio. D01 của hãng Epic Audio. Con này thì quên mất, mình chưa báo giá con E30. Con E30 này đang có giá là 3.250.000 anh em nhá. Đấy, còn con D01 của Epic Audio này thì đầy đủ các cổng, cổng USB này, cổng quang này, cổng PT này, cổng đồng trục Kosea này. Đấy, cổng Bluetooth này, đầy đủ các cổng anh em nhá, cổng USB này. Đầy đủ các cổng để anh em sử dụng. Đấy, volume vô cực. Cổng phone này. 6 ly chuyển ra tai phone này. Đấy, đằng sau. Đấy, có dâu và Bluetooth ở đây nhưng tôi chưa lắp vào. Và con này là có cái thông số là 32 bit 768 kHz, hỗ trợ DSD 512 anh em nhé. Con này đang có giá là 3.400.000. 3.400.000. Và cao cấp hơn, chúng ta có một con của hãng Suka Audio, con DAC Q6 Pro. DAC Q6 Pro này hiện tại là đang có giá là 3.950.000, bản nâng cấp của DAC Q6. Thì con này đầy đủ các cổng nha anh em nhé, đầy đủ các cổng quang, cổng USB, cổng Bluetooth, cổng đồng trục, cổng AV, đầy đủ luôn, không thiếu một cái chức năng gì cả. Đấy. Volume vô cực và cực kỳ xịn sò ở cái bảng mạch của nó. Thì anh em nào theo dõi cứ vào kênh của tôi thì sẽ biết là cái bảng mạch nó ngon đến cỡ nào. Đấy, con này là 3.950.000 anh em nhé, cao cấp trong dòng 32 bit đấy. Và một dòng mới nhất hiện nay tôi mới cho ra mắt, tôi mới cho giới thiệu đến anh em, tôi mới giới thiệu đến anh em là con DAC M1. DAC M1, con này là thuộc dòng 32 bit anh em nhé, trong dòng trong phân khúc 32 bit, cùng thông số, cao cấp hơn, nhiều chức năng hơn, nhiều tính năng hơn. Đấy, Bluetooth này, cổng quang này, cổng USB được thay đổi bằng cổng Type-C này. Đấy, đầy đủ các cổng, đồng trục, cổng AV, đầy đủ luôn. Và chức năng con này rất là đa di năng anh em nhé, nhiều chức năng ấy lắm. Anh em nào cần biết thêm chi tiết thì vào đăng ký và xem video tôi sau nhé anh. Thì ngày hôm nay tôi sẽ báo giá cũng như là giới thiệu anh em lại một loạt những loại đầu giải mã DSC hiện tại đang có để phục vụ cho anh em. Thì ở đây thì lược qua thì tôi thấy còn thiếu một số gương mặt như con DSC T1 của Suka Audio này, con tích hợp pre đèn, và một con D50S của Topping. Đấy, tôi thấy thiếu hai gương mặt đấy. Và tôi sẽ báo giá lại một loạt này. 950.000 một bộ này anh em này, 950.000 một bộ X3 Pro. Đấy. 1.650 X6 MK2. 1.6 Q5 L. Và Q5 Pro là 1.9. Đấy, Q5 Pro 1.9. E30 của Topping. Đấy. 3.250. D01 của Epic Audio. 3.400.000. Q6 Pro 3.950.000. DAC M1 4 triệu, hơn 4 triệu nha anh em nhé. Con DAC M1 này hơn 4 triệu các bạn. 4 triệu. Và anh em nào cần biết thêm chi tiết về bất kỳ sản phẩm nào trong phân khúc mà anh em cần, anh em liên hệ trực tiếp đến tôi. Tôi sẽ tư vấn chi tiết cho anh em lên dùng con giải mã nào để hợp lý với gia đình mình nhất, để hợp lý với bộ dàn mình nhất mà tiết kiệm chi phí nhất. Đấy. Thì anh em liên hệ ngay cho tôi qua hai số điện thoại 0963411622 hoặc 0828063336. Mọi thông tin liên hệ và địa chỉ công ty tôi để hết ở phần mô tả dưới video. Anh em ấn hiển thị thêm là thấy. Và anh em đừng quên like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những đồ chơi âm thanh mới nhất, chất nhất và giá cả hợp lý nhất. Thì video tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào toàn thể mọi người.